Cô chào tất cả các em, chào mừng các em đến với tiết học tập làm văn ngày hôm nay. Ở những tiết tập làm văn trước, các em đã được lập chương trình hoạt động cho một hoạt động cụ thể đúng không nào? Thì trong bài học tập làm văn ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lập chương trình hoạt động cho một hoạt động tập thể để góp phần giữ gìn trật tự an ninh qua bài học ngày hôm nay. Lập chương trình hoạt động. Các em ơi, chúng ta cùng mở sách giáo khoa tiếng Việt 253 nhé. Trước khi vào bài học thì cô và các em sẽ cùng nhau ôn lại một số kiến thức sau. Các em nêu cấu tạo cho cô một chương trình hoạt động gồm có mấy phần? Chương trình hoạt động của chúng ta gồm 3 phần đúng không nào? Thứ nhất đó là mục đích của hoạt động này. Thứ hai là phần phân công chuẩn bị. Và cuối cùng đó là chương trình cụ thể đúng không nào? Vậy thì tác dụng của chương trình hoạt động này là gì? Khi các em muốn tổ chức một hoạt động liên quan đến nhiều người, đạt kết quả tốt thì các em cần phải lập chương trình hoạt động. Các em nêu rõ được mục đích nè, các việc cần làm, thứ tự công việc, phân công việc cho từng người và lập chương trình hoạt động để rèn luyện cho con người khả năng tổ chức công việc đó các em. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Đề bài: để hưởng ứng phong trào em là chiến sĩ nhỏ, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau. Thứ nhất là tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông. Thứ hai là triển lãm về an toàn giao thông. Thứ ba là thi vẽ tranh sáng tác thơ về an toàn giao thông. Thứ tư là phát thanh tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy. Thứ năm, thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng. Em hãy lập chương trình cho một trong các hoạt động trên. Vậy thì trước khi lập chương trình hoạt động cho hoạt động trên thì các em hãy cho cô biết những gì em hiểu về phong trào em là chiến sĩ nhỏ nào. Phong trào em là chiến sĩ nhỏ chính là phong trào của thiếu niên nhi đồng góp phần xây dựng đất nước, giữ trật tự bình an cho xã hội đó các em. Vậy thì chiến sĩ nhỏ ở đây là những ai nhỉ? Chiến sĩ nhỏ đây chính là các em thiếu niên nhi đồng và chính là các em học sinh chúng ta đó các em. Vậy thì để hưởng ứng phong trào này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và lập một chương trình hoạt động tập thể để góp phần giữ gìn trật tự an ninh các em nhé. Đây là một số hình ảnh về các em học sinh tham gia nhà văn hóa thiếu niên thiếu nhi Đắk Lắk đó các em. Và đây chính là một số chương trình văn nghệ của các bạn học sinh. Hội thi vẽ tranh tuyên truyền về an toàn giao thông. Và đây chính là hội thi vẽ tranh chống bạo lực học đường. Các bạn học sinh đang tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường. Và đây cũng chính là hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông qua các bức tranh các em vẽ đó. Vậy thì các em chú ý, bản chương trình hoạt động của các em nên có những nội dung sau. Thứ nhất, đó là phần mục đích. Thì các em phải xác định được hoạt động này góp phần vào công tác giữ gìn trật tự an ninh như thế nào và hoạt động này rèn luyện những đức tính phẩm chất gì cho mỗi đội viên. Đến phần thứ hai là phần phân công chuẩn bị thì chúng ta cần chuẩn bị các dụng cụ phương tiện phục vụ cho hoạt động, chuẩn bị các hoạt động cụ thể như thế nào. Và cuối cùng chương trình cụ thể thì các em nhớ là chúng ta cần nắm những nội dung như là tập trung đến địa điểm tổ chức hoạt động, trình tự tiến hành các hoạt động đó như thế nào, tổng kết tuyên truyền các chi đội và đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng ta. Các em lưu ý, đây là những hoạt động do ban chỉ huy liên đội của trường tổ chức. Nên khi chúng ta lập một chương trình thì chúng ta nhớ là tưởng tượng mình chính là liên đội trưởng hoặc liên đội phó của liên đội các em nhé. Và các em nhớ rằng mình nên chọn những hoạt động mà con đã tham gia. Nếu như mình chưa tham gia thì sao? Thì các em cần dựa vào những kinh nghiệm tham gia các hoạt động khác để tưởng tượng và lập một chương trình hoạt động mới nhé. Hôm nay cô sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các em cách lập chương trình hoạt động thi vẽ tranh sáng tác thơ chuyện về an toàn giao thông. Vậy hoạt động của chúng ta cần lập chương trình là gì? Đó là thi vẽ tranh sáng tác thơ chuyện về an toàn giao thông.
Các em nhớ lấy sách giáo khoa trang 53, chúng ta đọc kỹ phần gợi ý trong sách nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta các bước để chúng ta lập chương trình hoạt động về chủ đề thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông. Rồi, ở phần 1, mục đích, chúng ta xác định các câu hỏi như sau. Hoạt động này góp phần vào công tác giữ gìn trật tự an ninh như thế nào đây? Hoạt động này giúp chúng ta tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ ha. Vậy thì hoạt động này có những tác dụng gì với xã hội, với đội viên là các em? Hoạt động này giúp chúng ta phát hiện tài năng nghệ thuật của học sinh và động viên học sinh tham gia các hoạt động học tập. Đến phần phân công chuẩn bị thì các em nắm là để thực hiện hoạt động này chúng ta cần chuẩn bị những nội dung, phương tiện, dụng cụ gì và kế hoạch ra sao. Thì cô sẽ có một số gợi ý để chúng ta tham khảo các em nhé. Tùy vào từng lớp, từng sĩ số lớp và chúng ta sẽ có những công việc phân công chuẩn bị khác nhau các em nhé. Và cuối cùng là chương trình cụ thể thì chúng ta cần có những cái câu hỏi trả lời như sau. Các thành viên trong tổ cần có lúc mặt lúc mấy giờ nè? Ban tổ chức gồm những ai? Từng người có trách nhiệm gì? Trình tự tiến hành các hoạt động đó như thế nào? Và thời gian kết thúc hoạt động đó ra sao? Thì cô cũng có một số gợi ý cho chúng ta để chúng ta tham khảo nhé. Cô vừa hướng dẫn các em cách lập chương trình hoạt động cho cuộc thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông phải không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau truy cập vào trang web của nhà trường, trả lời những câu hỏi gợi ý mà cô hướng dẫn từ nãy tới giờ. Sau khi trả lời được bộ câu hỏi, các em hãy hoàn thành một chương trình hoạt động, đó là thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông vào vở bài tập tiếng Việt trang 29-30 các em nhé. Và để ôn tập lại kiến thức này một lần nữa thì các em hãy cùng nhau mở phiếu bài tập, chúng ta chọn một trong bốn hoạt động để lập chương trình cho một hoạt động cụ thể các em nhé. Trong quá trình làm bài, các em có thắc mắc, có hỏi thì cô sẽ giải đáp cho các em và các em hãy mạnh dạn liên hệ với cô nhé. Cô chúc các em có một ngày học thật tốt. Cô chào.